Đây là bếp. Đó, tủ lạnh. Tủ lạnh, tủ lạnh hai cái, dưới kia cái nữa. Phòng quầy. Đó. Phòng 3. Phòng 3 đây. Bàn thờ. Nệm này, nệm à, để cho cháu chơi. Đây là trong nhà nha. Đó, tivi. Còn đây là sau nhà. Sau nhà chú. Còn bên này là rừng. Qua rừng này. Mấy cây này là cây ăn trái mình trồng này. Bên này là rừng này. Còn tuốt dưới kia là heo. Rồi thỏ. Còn trên này là rừng. Nhà kiến. Nhà kiến làm rau. Rừng trên này này. Đây là rau nhà kiến, rau sạch. Đó. Rau thơm, rau đắng gì trong. Nhà kiến, nhà mình đây. Cửa hay vô đây. Mấy cày. Xe hơi, xe ba. Tập gym của quậy. Đó. Xe ba đó. Rau. Đây là đường. Còn bên kia là kho thực phẩm, kho cám. Còn ở dưới kia là rau. Đó, dưới trắng trắng dưới đó là rau. Rau mình trồng để ăn đó. Còn bên này là nhà hàng xóm. Ở đây được hai nhà thôi. Khu vực này được hai nhà thôi. Bên kia là kho chứa rơm. Còn đây là kho có máy móc. Súc trại gà. Gà với dê dưới đó. Gà, dê, vịt. Con vịt nó kêu cạc quạc đó. Dê đi ăn tên kìa. Đó. Đó chuồn dê đó. Dê đang ăn tên đó. Vịt dưới này. Vịt. Đây là vịt. Mấy gà này mới bắt về. Gà trống bắt về để... để nuôi cho lớn lớn chứ cho nó đập mái. Đang làm nhà vịt là giờ này. Còn đây vịt con. Đó, vịt con. Vịt to vậy. Gà này đưa về nuôi ít để cho nó sang bên này nó đập mái. Đây này gà. Chuồng gà. Nó gà thôi. Gà. Gà đẻ trứng ở trong nhà đó đó. Trên kia là rừng. Đó, trên kia đó là rừng. Rừng vây trên đó. Trên kia là đường. Giờ vô kho. Đây là tủ ấp. Tủ ấp mini. Đây là gà sao. Gà sao mình mới ấp ra. Và đây là vịt, vịt con mới ấp ra. Còn đây tủ ấp này. Tủ ấp. Tủ ấp ba làm á. Ấp trứng này. Ấp trứng, trứng, trứng gà lộn, trứng vịt lộn gì đó. Ba cái tủ ấp lớn. Các bạn thấy không? Ấp trứng cút lộn này.
Bên này là trứng gà, trứng vịt. Thấy không? Ba tủ. Còn ra qua bên này là đây là đồ nghề. Đồ nghề để làm tủ đồ gì đó. Còn qua bên này là cốt. Trái cốt. Trái cốt cưa. Cửa để làm cửa trông vịt gì đó. Rồi. Còn đây là cút. Cút này là cút con dâm lên. Cút con mình nở ra mình dâm lên. Cút con. Còn bên này cút cũng dâm lên, nó chưa đẻ, cút này chưa đẻ. Cút này cũng dâm lên, cũng chưa đẻ luôn. Chưa đẻ. Cút này cũng chưa đẻ. Cút này cũng chưa đẻ. Nói chung bên này là chưa đẻ, bên dưới này là mới đẻ. Mới đẻ được mấy con. Này, trứng mới đẻ. Còn cút bên này là cút đẻ này. Mà ngày này lạc hết trứng này. Lạc hết trứng này nó mới đẻ mấy cái. Cút. Cút kêu á, phải kêu đi cút Việt Nam đâu. Đó. Ba dạy trong cút. Chuẩn bị làm thêm dạy bên kia nè. Bên kia một dạy nữa. Rồi làm xong bên này luôn. Làm bên này hai dạy cút nè. Nói chung là chuyên về cút. Trang trại thực phẩm. Phẩm đó. Thùng nước dẫn nước tự động xuống cho cút. Cút uống. Hết rồi đó.